Thì trên thế giới bây giờ có rất nhiều cái sự bất ổn Trong những sự bất ổn đó, đó chúng ta đã thấy được là mới đầu Thì đúng là giá của BTC đó có cái sự dao động không có kém gì thị trường tài chính ở Hoa Kỳ hết Nhưng mà gần đây các bạn đã thấy được là chúng ta tiếp tục thấy cái sức mạnh của Bitcoin các bạn thấy được là BTC vẫn tiếp tục giữ được cái mức là trên 20.000 đô Mặc dù chúng ta vừa nói tới một loạt những cái thông tin bất ổn Ở trên thế giới thuận vẫn tin tưởng là có thể các bạn đã quá sớm đưa ra cái kết luận đó là BTC đã thất bại trong việc lưu trữ tài sản trong cái đợt bất ổn tài chính kỳ này. Nhưng mà Thuận thì nói là có thể là đã quá sớm đưa ra quyết định đó. Thuận vẫn có lòng tin là chỉ cần thời gian thôi, chỉ cần là chúng ta quét hết những cái người mà có thể là không có muốn ở đây thì lâu dài không có cái ý định lưu trữ không có lòng tin vững chắc đó thì cái số lượng người còn lại sẽ chứng minh được cho mọi người thấy là BTC vẫn là một tài sản lưu trữ giá trị và thật ra nó cũng không có nhìn xa đâu các bạn các bạn cứ nhìn vào từ cái thời điểm là năm 2020 đi tới bây giờ, đó là cái thời điểm mà chúng ta bắt đầu thấy những tài sản có sự tăng trưởng, chúng ta nói tới vàng, bất động sản, chứng khoán tăng rất là nhiều tại vì tiền được bơm vào và đương nhiên Bitcoin crypto cũng là một trong những cái ngành mà có sự tăng trưởng trong thời gian đó. Nhưng mà chúng ta cứ nhìn vào cái giá thời điểm đó so với bây giờ đi 2 năm sau thì chúng ta sẽ thấy được là BTC vẫn giữ được giá rất là tốt luôn các bạn. Chúng ta nhìn vào những cổ phiếu À, thời gian đó đi từ năm 2020 tới bây giờ đó thì giá đó với bây giờ còn bao nhiêu giá của BTC đó các bạn đã nhớ là lúc đó chỉ có khoảng chừng là 4 5 ngàn mà thôi bây giờ vẫn là 20.000 đô trong vòng hai năm qua vẫn tăng khoảng chừng là 4 năm lần so với là chứng Hoa Kỳ đó thì nhiều công ty lớn ở Hoa Kỳ giá bây giờ đã tệ hơn là cái thời điểm năm 2020 rồi các bạn thì Thông vẫn nghĩ là BTC đã ít ra đừng có nói chi xa xôi trong dòng thời gian ngắn như vậy cũng đã chứng minh được là một trong những cái tài sản lưu trữ giá trị tốt hơn. Đương nhiên nhiều người thích nhìn cái góc cạnh khác đó chính là giá BTC thì rơi từ 69.000 tới bây giờ thì đương nhiên rơi mạnh hơn và con số nhiều hơn so với lại chứng khoán Hoa Kỳ hay là những tài sản khác. Cái đó là đúng nhưng mà cái đó là các bạn nhìn vào góc cạnh từ đỉnh tới bây giờ nhưng mà chúng ta lại không nói tới là từ đấy tới bây giờ là nhưng bao nhiêu lần. Thôi thì vừa có lòng tin Thời gian sẽ có trả lời và ngoại trừ BTC ra thì hôm nay các bạn thấy được là những cái altcoin thì cũng có cái à, sự à, ổn định trở lại chúng ta thấy là Ethereum thì cũng có xuống nhưng mà xuống 1,7% nhưng mà BNB thì là tăng trở lại 2. 2,1% chúng ta à, có Dogecoin thì xuống 7% chúng ta có Cardano xuống 1% Solana xuống 2.3% nhưng mà Polygon thì tăng 10% các bạn Polygon các bạn thấy gần đây cũng có rất nhiều thông tin tốt Chúng ta vừa nói tới là Meda sẽ sử dụng Polygon để mà min NFT Polygon thì có rất nhiều những cái partnership các bạn Polygon là một trong những cái dự án mà Thuận cũng có sự đánh giá cao Tuy là Thuận vẫn không có cái lòng tin như là những cái nền tảng khác Nhưng mà đối với Thuận thì vẫn lưu trữ một ít Polygon Nhưng mà đó là bản thân Thuận mà thôi Polygon thì bây giờ À, là cái giải pháp tầng 2 của Ethereum chờ đợi Ether 2.0 hoàn thiện nhưng mà thật ra Polygon nó đã phần nào đó thường nó giống như Ether 2.0 rồi các bạn. Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những thông tin liên quan đến crypto đi. Thì các bạn thấy được là công ty Robinhood á, đây là công ty mà Sam Bankman Free cũng có cổ phần khoảng chừng 7% đó các bạn. À, có nhiều bạn nói thường muốn chia sẻ thêm về cái drama của Sam Bankman Free thì tôi cũng dành thời gian để mà chia sẻ thêm thật ra cái drama đó, đó cũng chưa có hồi kết đâu Cho nên thường cũng muốn dành thời gian để mà xem xét kỹ hơn Tại vì bây giờ có nhiều sự cáo buộc liên quan tới uh, Sam bankman Free của FTX Thường cũng không có rõ là những cáo buộc đó đó nó có cái chứng cứ mạnh hay là không Tại vì các bạn thấy là BitBoy Crypto đó thì vẫn đang thu thập nhiều cái chứng cứ để mà chống lại Sam bankman Free Đây là một cái drama rất là lớn, thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn Nhưng mà nói tới uh, Robinhood đi Thì uh, Robinhood là một trong những công ty À, cũng cung cấp dịch vụ crypto các bạn thấy được đây là một cái sàn giao dịch chứng khoán nhưng mà họ cũng đã cung cấp thêm nhiều crypto trong dịch vụ của họ và họ nói là mặc dù là đương nhiên cái số lượng người sử dụng và dịch crypto đã giảm xuống à, giảm xuống 12% tính từ quý này đến quý kia và tính từ cái số lượng người dùng nhưng mà nếu nói tới là cái khối lượng dịch thì giảm tới 24% lận từ cái à, quý hai so với quý 3 Nói chung thì uh, crypto đã trở thành uh, một cái uh, dịch vụ mà nó có cái số lượng người dùng giảm đi rất là nhiều khi mà giá cả không được tốt như bây giờ. đương nhiên bây giờ ít người quan tâm đến uh, crypto hơn và Robinhood là một trong những cái ứng dụng mà thường nghĩ phần lớn đó người ta sử dụng uh, tại vì uh, nó đơn giản. Có thể là các bạn đã sử dụng Robinhood để trade stock cho nên muốn sử dụng. Robinhood thị crypto cho nó tiện nhưng mà thật ra Robinhood đó không phải là một nền tảng lâu đời mà được sử dụng bởi nhiều người mà mua và hô trong thị trường crypto này cho nên Robinhood ít nhiều gì đại diện cho cái số lượng người retail tham gia thị trường này lúc mà thị trường nóng và cũng là một những dùng thì nghĩ là sẽ bị ảnh hưởng nhiều khi mà tình hình nguội lại như là bây giờ thì Robinhood nói là mặc dù à, đó là cái hiện tượng đang xảy ra nhưng mà Robinhood vẫn có lòng tin vào crypto và vẫn sẽ tiếp tục Tiến tới và cung cấp thêm dịch vụ crypto Đặc biệt hơn đó là họ sẽ đưa ra Một cái phiên bản beta à, Cho cái ví web 3 của họ Và các bạn có biết họ sử dụng Ứng dụng gì hay không? Đó chính là họ sử dụng Polygon Polygon sẽ cung cấp cho họ Là một cái nền tảng à, web 3 wallet Và họ sẽ cung cấp dịch vụ này Cho nhiều người hơn trong tương lai Bây giờ đó thì à, họ chỉ bắt đầu thử nghiệm Với 10.000 người mà thôi Đã bắt đầu từ cách đây khoảng chừng là Một tháng hơn rồi các bạn Nhưng mà đây là thông tin đến từ Robinhood Kế tiếp đó, chúng ta cũng có Cathie Wood thì uh, chúng ta biết Cathie Wood uh, là một trong những người cực kỳ bullish uh, nhưng mà gần đây Cathie Wood uh, cũng bán một số cổ phiếu như là Coinbase nhưng mà Cathie Wood đã trở lại rồi các bạn Cathie Wood uh, thì uh, bây giờ đang rất là bullish về tương lai của Robinhood và công ty Block, công ty, Block là công ty của Jack Dorsey thường dự chia sẻ với các bạn đó. thì Cathie Wood uh, đã mua thêm 7 triệu đô la cổ phiếu của Block và Robinhood tại vì nghĩ tương lai hai công ty này sẽ rất là sáng lạng cái phần kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là về những công ty đào những thợ đào thì bây giờ ra sao. Tại vì chúng ta thấy được là cái um, tình hình đó khi mà giá cả không tốt dẫn đến là ít người quan tâm đến crypto hơn và giá cả không tốt đó cũng ảnh hưởng không chỉ những công ty cung cấp dịch vụ crypto mà cũng ảnh hưởng đến những cái thợ đào luôn các bạn. Tại vì họ đào BTC là một kinh doanh mà họ bỏ tiền ra để mà đào Bitcoin thì giá cả nếu như mà tới một mức nào đó đó thì họ sẽ bị lỗ thì có nhiều người rất lo lắng tại vì gần đây các bạn đã thấy được là những công ty như là co Scientific đó, nói là họ có thể là khai bảo vệ phá sản chapter 11 và nếu như họ khai phá sản đó thì có cần lo lắng hay không tại vì có cần lo lắng là họ sẽ có nhiều Bitcoin rồi họ sẽ đâm lên trên thị trường hay là nhiều bạn lo lắng về tình hình mạng lưới BDC ra sao khi mà những cái công ty đào này phá sản thì đi trả lời điều thứ nhì đi đó là điều đầu tiên trả lời thì điều thứ nhì đó là thật ra một công ty đào giống như là Core Scientific đi thì theo thường nhớ là họ giữ khoảng chừng là 4% phần hash rate thì khi mà công ty đó không đào nữa đó thì chỉ đơn giản là khoảng chừng sau 2 tuần thì cái tốc độ đào sẽ điều chỉnh sau đó 2 tuần đó thì độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh khi mà ít người đào hơn tốc độ đào giảm thì độ khó đào cũng sẽ điều chỉnh xuống và cứ như vậy mạng lưới sẽ tiếp tục và khoảng 10 phút lại có một lóc đó là cái cách hoạt động của mạng lưới cho nên về việc mạng lưới đó thì cũng không có cần phải lo lắng nhiều đâu các bạn. Nhưng mà ngược lại à, về giá cả của BTC đó thì để chúng ta xem một số những thông tin để các bạn hiểu rõ hơn. Thì đây là cái thuyết đến từ Dylan Clear thì à, đây là một cái thuyết về công ty đào có tên là Iris Energy thì uh, Dylan nói là ngoài trừ công ty Core Scientific ra chúng ta cũng có công ty Iris Energy này đang trên bờ vực là phá sản tại vì họ đang nợ 103 triệu đô la và họ mượn từ công ty NYDIG thì cái số nợ này đó là được thế chấp bởi những cái máy đào ASIC và mỗi một tháng đó là họ phải trả cái tiền lãi và tiền gốc đó là 7 triệu một tháng Trong khi mà với cái mức giá bịch không bây giờ đó thì họ chỉ có thể kiếm được lợi nhuận là chỉ có 2 triệu một tháng mà thôi Có nghĩa là mỗi một tháng họ lỗ 5 triệu thì làm sao họ tiếp tục được Đó là nhận định đến từ Dylan Declare Thì công ty Iris Energy này đó lại là một công ty nào có thể phá sản nữa thì còn nhiều công ty nào trong trường hợp này hay là không thì trước hết chúng ta thì được ngày hôm nay có cái thông tin đến từ công ty đào lớn là công ty Melaton. Thì Melaton không những là họ nói là họ không gặp vấn đề mà họ nói là họ còn đang tăng tốc đào lên nữa và họ tiếp tục tăng cái tốc độ đào của họ lên 84% và tiếp tục mua thêm máy đào. Nói chung thì tình hình bây giờ đó không phải là công ty đào này cũng gặp vấn đề rồi các bạn. Giống như là chúng ta thấy là tình hình bây giờ không phải là công ty lưu trữ BTC nào cũng gặp vấn đề hết. Chứ như công ty họ vẫn tiếp tục, có nhiều công ty họ không chống cho nổi nên họ sẽ bán Bitcoin của mình. Chúng ta cũng thấy được là công ty đào cũng như vậy. Tình hình bây giờ đó có nhiều công ty có thể là họ đã vay mượn quá nhiều. À, cho nên bây giờ đó trong thời gian mà giá cả không tốt cái số lượng mà họ đào ra không đủ để mà trả cái tiền nợ và cái tiền lãi đó. Trong khi những công ty khác, họ có thể là có cái số lượng vốn mạnh hơn, tham gia đào đã từ lâu rồi, quy mô họ lớn hơn cho nên họ vẫn có thể chống chọi được và họ kiếm được nhiều lợi nhuận trong những thời gian khác cho nên họ hoàn toàn có thể tiếp tục đẩy qua trong thời gian này và thậm chí đó họ còn có thể là thu mua thêm những máy đào để tăng tốc độ lên và trong một góc nhìn nào đó đó, công ty Marathon tăng tốc độ đào lên trong khi những công ty khác như là Iris Energy à, thì đang bị thua lỗ một cách nhìn đó chính là công ty Marathon đang cố gắng dùng tiền của mình à, để mà thâu tóm thị trường này và đẩy những công ty nhỏ đó trên bờ vực phá sản thành phá sản luôn tại vì tốc độ đào càng cao lên thì họ đào càng không hiệu quả cho nên đây cũng là một cách nhìn nói chung đó thì không phải công ty đào nào có vấn đề đâu Marathon thì không phải vấn đề mà họ còn tăng tốc độ đào lên nữa và nhìn vào đây là một cái bài post ở trên crypto Khoan đến từ một bạn có thể là bạn Việt Nam thì không biết cái tên là Bình Đặng đây là bài được chia sẻ vào ngày 30 tháng 10 thì nhìn vào cái lực bán của những cái thợ đào đó chúng ta có thể nhìn thấy được là cái đường màu xanh trên màn hình đó, thì cho thấy được là thợ đào đúng là là có một số đợt có lực bán rất là mạnh nhưng mà thật ra đó chúng ta thấy được là cái đường màu xanh này đang ở mức thấp có nghĩa là dựa theo dữ liệu on chain của crypto coin thì những thợ đào nào đã bán họ đã bán rồi những thợ đào còn lại đó thì họ không có ý định bán lực bán của những thợ đào đang ở mức thấp thêm vào đó đó chúng ta có thể nhìn thấy được đây là cái thống kê đến từ bitcoin treasuries thì thống kê này cho chúng ta nhìn thấy được là những công ty đào đó họ đang lưu trữ bao nhiêu btc thì chúng ta có thể nhìn thấy được là công ty core scientific đó họ đã bán hết rồi các bạn đã nhớ trong hè năm nay đó khi mà họ gặp vấn đề họ đã bán hết bitcoin của mình Chúng ta còn những công ty đào khác như chúng ta nói tên Merton mới đây lưu trữ rất nhiều BTC và rất rõ ràng là họ không có định bán Bitcoin của mình mà họ còn tăng tốc lên đào nữa. Chúng ta có công ty HA, công ty Riot, công ty Hive, Bitforms Argo, Bitdigital Digital và CleanSpark. Đây là những công ty trên sàn chứng khoán mà có lưu trữ Bitcoin. Chúng ta chỉ biết những công ty này mà thôi, những công ty tư nhân chúng ta sẽ không biết được đâu. Nhưng mà các bạn có thể thống kê được đó là họ lưu trữ khoảng chừng là 33.855 BTC. Chỉ giá là khoảng chừng 675 triệu USD thì khả năng mà tất cả công ty này bán hết tất cả bịch của mình thì khả năng đó nó không có cao đâu các bạn nhưng mà cứ cho là nhiều bạn nghĩ cực kỳ tiêu cực đi đột nguyên một ngày nào đó trong cùng một thời gian luôn tất cả công ty này bán hết bịch của mình một lý do nào đó thì có ảnh hưởng nhiều đến giá BTC hay là không thì các bạn nên nhớ là hồi tháng 6 tháng 7 đó chúng ta có lực bán rất lớn lớn từ những công ty lớn trong thời gian ngắn có công ty Tesla có công, có công ty uh, Terraform Labs cái sự kiện Luna UST đấy các bạn đã nhớ à, có công ty 3AC Capital chúng ta có Core Scientific trong thời gian đó thôi đó là họ đã bán con số là khoảng chừng 4 lần cái số lượng Bitcoin hiện tại được lưu trữ bên những công ty này lúc đó nó họ đẩy giá BTC xuống khoảng chừng là 41% từ các bạn đã nhớ là 30.000 còn 17.500 đô đó Thì cho dù là chúng ta thấy là tất cả những công ty này đó bán Bitcoin của mình Khả năng đó là hầu như không có đó với thường Nhưng mà cho dù là có đi thì 675 triệu này chỉ là một phần tư của cái số đó mà thôi thì nếu như chúng ta tính đơn giản đi đi nhưng không ai biết được nhưng mà có thể tính đơn giản là nếu như mà bán gấp 4 lần xuống 41 phần trăm thì những công ty này nếu họ bán hết có một lúc thì có thể đẩy giá BTC xuống có thể là 10 phần trăm cũng có thể tùy theo lúc đó là lực mua như thế nào nhưng mà đây cũng là một cách nhìn cho nên những bà nào mà lo lắng là những công ty đào này là họ sẽ bán hết Bitcoin thường nghĩ là cái khả năng đó là không hề cao luôn các bạn nhưng mà chúng ta được là những công ty hoàn toàn có thể là họ không những là không bán mà còn có thể là mua thêm trong những lúc này những công ty mà có, có số lượng tiền nhiều và lực bán của họ không cao cho nên nói chung đó, thì uh, thợ đào bán bitcoin không phải là một cái vấn đề gì lớn mà thường quan tâm đến hiện bây giờ cũng giống như là những nhà đầu tư các bạn thường những nhà đầu tư nào yếu tay đã rời khỏi từ lâu rồi những công ty đào nào mà yếu tay đó thì họ đã rời khỏi từ lâu rồi những công ty còn ở lại thì đương nhiên à họ có sức chống đỡ rồi còn ba thông tin ngắn nữa tôi muốn chia sẻ với các bạn trước hết chúng ta nói tới Goldman Sachs đi thì uh, Goldman Sachs đó họ sẽ tiếp tục cung cấp thêm dịch vụ cho thị crypto này và đặc biệt đó là họ sẽ có một cái bảng uh, danh sách phân chia các loại token những cái loại coin trong thị trường này À, để làm gì để à, hỗ trợ những công ty khác đó có thể đầu tư vào các bạn thấy được là thị trường này ngày càng phát triển và nếu các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán hoa kỳ đó thì nó sẽ phân loại giống như là chúng ta có những cái à, công ty mà chứng khoán những công ty này đó là nó thuộc về công nghệ chúng ta có những cái à, công ty mà chứng khoán những công ty đó, đó là thuộc về siêu thị chúng ta có những công ty là thuộc về năng lượng thì cũng tương tự như vậy đó những nhà đầu tư à, cũng cần cái sự phân loại trong những crypto này tại vì thường những nhà đầu tư đó thì họ có thể đầu tư À, và họ muốn có cái à, độ phân bổ vốn hợp lý đó giống như là một người đầu tư họ nói là họ muốn à, 10% danh mục của mình à, đầu tư vào à, công ty công nghệ, 20% đầu tư vào những công ty năng lượng đi thì à, các bạn thấy được là những cái bảng phân chia xếp hạng này là giúp những nhà đầu tư dễ dàng nhận ra được và sẽ có những cái quỹ đầu tư ETF đó hoặc có thể là dựa theo cái bảng xếp hạng này và tạo ra một cái quỹ đầu tư Thì người ta chỉ cần mua cái quỹ đó mà thôi Là sẽ có cái sự hỗn hợp Của những công ty trong cái ngành đó Thì bây giờ chúng ta cũng có cái sự tương tự xảy ra Và đương nhiên đây là dịch vụ Được cung cấp bởi Goldman Sachs luôn các bạn Và thông qua ứng dụng khi của họ Các bạn đã thấy được trên màn hình Thì họ có thể là phân loại những cái uh, token giống như chúng ta có những token thuộc cái hệ của Metaverse, những token uh, thuộc cái hệ uh, sử dụng dịch vụ blockchain, chúng ta có những cái uh, token thuộc uh, smart contract, thì khi mà họ phân loại như vậy đó thì uh, sẽ là một bước tiến tới thêm trong thị trường này. đương nhiên đây là thông tin không phải là nó ảnh hưởng tới giá cả bây giờ đâu các bạn. Đây là những cái nền tảng. có đây thông tin thì các bạn nghe cũng cảm thấy uh, nhàm chán nhưng mà thực ra đây là một cái nền tảng đó các bạn họ bắt đầu gây dựng những nền tảng này để cho bắt đầu là chúng ta thấy trên nền tảng này sẽ gây dựng những cái quỹ đầu tư chuyên về những cái phần này rồi sau đó chúng ta thấy được là những cái chứng lược đầu tư sẽ dựa theo những cái sự phân loại này cho nên đây là cái nền tảng cực kỳ quan trọng luôn và nền tảng này đó không phải là được tạo ra bởi Coinbase hay là tạo ra bởi Gemini hay là Binance mà là một trong những cái dịch vụ được dẫn đầu bởi ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đó các bạn ngân hàng hoàn toàn là không có ý định rời khỏi crypto này họ càng đi sâu hơn nữa cái đó đó là những bài nào mà lưu trữ đồng circle usdc đó thì có thể là các bạn sẽ có một phần an tâm hơn trước đây tại vì à, các bạn thấy được là bắt đầu từ đầu năm sau đó thì à, công ty circle công ty đứng sau lưng đồng ổn định uscc đó thì à, họ sẽ gửi khoảng chừng 80% số tiền của mình à, vào cái quỹ được tạo ra bởi công ty blackrock blackrock là công ty đầu tư lớn nhất trên thế giới hiện bây giờ như bạn đã biết thì gần đây blackrock cũng đã thâm nhập vào trên crypto rồi họ cũng đã có cái à, sự hợp tác với lại sàn coinbase thì bây giờ ra circle à, cái số tiền mà họ dự trữ để hỗ trợ giá đồng USDC 1 trên 1 Đó, số tiền đó 80% sẽ được dự trữ trực tiếp bởi công ty BlackRock trong quỹ của họ và đứng sau lưng đó, đó là bảo quản tiền là ngân hàng lâu đời nhất của Hoa Kỳ đó chính là Bank New York Mellon Còn 20% còn lại thì sao? 20% còn lại đó thì công ty Circle nói họ sẽ lưu trữ với lại ngân hàng đối tác của họ Lý do là tại vì 20% này đó là họ cần phải dùng cái đó để mà chi trả hay là người ta redeem Người ta trả lời đồng người ta muốn lấy tiền thì họ cần phải có cái sự nhanh dọn lẹ trong đó Cho nên 20% họ vẫn sẽ lưu trữ ngân hàng của họ còn lại 80% nữa thì lưu trữ bởi công ty BlackRock thì điều này đã cũng làm cho nhiều người an tâm hơn về đồng ổn định USDC tại vì chúng ta không cần phải chỉ dựa vào công ty Circle mướn công ty kiểm toán nữa mà công ty BlackRock là công ty lớn đứng sau lưng thì họ sẽ hỗ trợ kiểm toán và sẽ đảm bảo cái số tiền đó cho USDC không phải 100% nhưng mà ít ra cũng 80% còn 20% còn lại đó thì vẫn sẽ kiểm toán bởi công ty kiểm toán mướn bởi công ty Circle và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái thông tin dành như thế nào mà là fan của Phantom Thì nhiều bạn đã nhớ đó là một trong những người mà có sức ảnh hưởng đó chính là Andrew Conje à, Đã rời khỏi Phantom cách đây tôi nhớ là cũng hơn nửa năm rồi các bạn Lúc đó nhiều bạn cũng rất là buồn tại vì nhiều bạn nào mà fan của Phantom thì rất là thích Andre Conje à, Nhưng mà chúng ta lại có một số những cái dẫn chứng cho thấy được là Andre đã trở lại với lại Phantom Tuy là Android chưa có nói nhưng mà chúng ta thấy được là ít ra ở trên cái LinkedIn profile của Android đó Thì đã để là Android bây giờ là VP có nghĩa là phó chủ tịch của Memes của Phantom Foundation bắt đầu từ tháng 11 năm 2022 và kế đó là chúng ta được là trên Twitter thì thứ nhất Andre đã đổi cái profile picture và các bạn thấy được bây giờ đã có cái logo Phantom kế tiếp à, chúng ta có cái sự thay đổi về tên ở trên uh, Twitter bây giờ là .ftm và bên dưới này đã có một cái post uh, để là here we go again một lần nữa chúng ta lại sẽ tiếp tục thì có phải là Andre đã trở lại với lại Phantom hay không thì tôi nghĩ là khả năng là như vậy dựa theo những cái dẫn chứng thường vừa chia sẻ với các bạn nhưng mà Andre thì vẫn chưa có lên tiếng Nhưng mà thường nghĩ đây cũng là một trong những cái điều làm cho cái sự sôi động trở lại với lại Phantom Nếu bạn là fan của Phantom hãy comment ở bên dưới Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và một lần nữa ngày mai ngày mốt sẽ không có video nhưng mà thường hy vọng là các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng một thùng capital đó có thể bấm vào cái link bên dưới của video này để tìm hiểu những cái ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên đến 30% khi mà tham gia vào những cái sàn như là sàn CoinW, OKX, Bybit, Binance và một số những điều khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Yo, yo, I'm like an addict. Dude, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got